Con thừa ở đây mà nó lại như hết rồi. Đây là cái ông về làng kiếp ăn á, là vì người ta gửi hết mấy tôn thôi ông ha. Gửi hết những tôn luôn. Tôn gửi hết rồi cả nhà. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay hết năm rồi, già cũng cỡ 75 á. Ông cỡ 75 tuổi hả? À. Rồi vợ ông đâu rồi? Giờ con bỏ đi thủng đặt người xưa đã lâu rồi. Vợ ông đi đâu? Vợ đã chết rồi còn gì nữa. Dạ vợ ông chết hả? Chết rồi. Mà ở một mình ở trong đấy nè cô đơn. Ông ở một mình? Ở một mình hồi xưa ở một mình á. Dạ. Thì ông đang làm gì thế ông? Còn đưa nó cơm mà trời ấy dọ hết tấm những mấy tấm tôn nó bỏ nó lại đi hết rồi mà đâu còn gì ở nữa. Dạ. Ông người Chăm phải không? Người Chăm. À, người Chăm, người Chăm nói giọng giống như là người Bắc vậy luôn á. Không phải người Bắc, người Việt. Người Chăm là chuyện giống người Bắc rồi nha.